sau. Cho hàm số y bằng fx liên tục trên R và có đồ thị f f'x như hình vẽ Đặt gx bằng fx trừ x' bình trên 2 Đồ thị hàm y bằng gx có bao nhiêu điểm cử trị Đây là một bài toán hàm ẩn cũng khá là dễ thôi. Bước đầu tiên chúng ta sẽ đạo hàm gx sẽ bằng f'x trừ đi cái gì? Trừ đi x Đúng nhỉ Đây là đạo hàm g g'x Bây giờ suy nghĩ xem là cách vẽ lại bảng miền thiên g phải x như thế nào Thì rõ ràng mình cho bằng 0 bảng mình tương đương với F, F, x bằng x Mà F x đề bài cho đường cong này rồi Đúng không nhở X là đường nào? Chúng ta vẽ thêm X của chúng ta là một đường thẳng Đi qua trục tọa độ O à, Đi qua góc tọa độ O đúng không? Và đi qua điểm 11 1, Đi qua điểm 22 2, Và đi qua điểm âm 1 âm 1 Đặc thù của những bài toán hàm ẩn thì những cái điểm người ta đã cho các bạn sẵn rất là rõ ràng Chúng ta chỉ cần lấy thước kẻ các bạn vẽ thẳng qua là xong Nào bây giờ chúng ta cùng thao tác nhé Nào chúng ta cùng thao tác vẽ một đường thẳng Đi qua tất cả những cái điểm này Đó Đây chính là đường thẳng Y bằng X Còn đây là đồ thị Y bằng F'X Được chưa nhỉ? Rồi Bây giờ chúng ta thấy rằng Đồ thị Y bằng X và đồ thị Y bằng F'X Cắt nhau tại 3 điểm Âm 1 1 và 2. Vậy ta tương đương. X của chúng ta bằng âm 1. X bằng 1. X bằng 2. Đúng không? Bây giờ sẽ xây dựng bảng biến thiên thôi. X. G phải X. Và G X. Chúng ta viết các nghiệm này theo thứ tự tăng dần từ bé đến lớn nhé. Âm 1. 1. 2. Tại đây là những số 0. Bây giờ bắt đầu xét dấu Xét dấu như thế nào? Mình sẽ xem những điểm nào là những điểm cắt Và những điểm nào là những điểm tiếp xúc Thì ta thấy có hai điểm điểm cắt Là điểm này Đây điểm cắt Và đây sẽ điểm cắt Còn cái điểm này này Là điểm tiếp xúc mà thôi Vậy qua cái điểm tiếp xúc không đổi dấu Các bạn nhớ chưa? Bây giờ chúng ta xem tiếp là dấu Chỉ cần điền được một dấu là các bạn sẽ điền được nốt những, những dấu còn lại Bây giờ thầy xét từ hai dấu vô cùng trước nhé Nào các bạn xét từ hai dấu vô cùng đi đây từ 2 dương vô cùng như này. Đúng không nhỉ? Thì các bạn thấy là đường f'(x của chúng ta đang ở trên đường y bằng x. Đúng không nhỉ? y f'(x. Đường cong ở trên đường thẳng. Mà hàm của chúng ta là đường cong trừ đường thẳng. Đường cong ở trên đường thẳng mà đang là đường cong trừ đường thẳng thì tức là cong trừ thẳng phải là một dấu dương, đúng không nhỉ? Đây là dấu dương. Vậy xen kẽ vào, đây là dấu âm. Qua điểm 2 là điểm cắt nên đổi dấu. Qua điểm 1 là điểm cắt đổi dấu tiếp. Và qua âm 1 là điểm tiếp xúc thì không đổi dấu. Vậy dấu này dấu dương. Vậy hàm của chúng ta sẽ có cái dáng đồ thị như thế này. Vậy chốt lại, bài toán này hàm gx có hai điểm cực trị. Chúng ta chọn đáp án là đoạn B. Hai điểm. Kết thúc câu hỏi này ở đây. Chúng ta có bài toán như sau. Trong khi khai quật một ngôi mộ cổ, các nhà khảo cổ học đã tìm được một chiếc đĩa hình tròn bị vỡ. Đĩa này là một chiếc đĩa bị vỡ. Hình vẽ đã thầy đã vẽ sẵn cho các bạn rồi nhé. Để xác định bán kính của chiếc đĩa, các nhà khảo cổ tiến hành đo 3 điểm trên đĩa và thu được kết quả như hình vẽ. Ta thấy rằng AB của chúng ta, đây thầy sẽ khoanh tròn các điểm lại. A đây, B đây và C đây. AB của chúng ta là 3 phân, BC của chúng ta là 3,7 phân và AC của chúng ta đề bài cho là 7,5 phân. Bán kính của chiếc đĩa này là bao nhiêu? Vậy bài toán này là một bài toán lớp 10 liên quan đến hệ thức lượng trong tam giác. Thì bây giờ chúng ta đang quan tâm đến việc là tìm ra bán kính để người ta khôi phục lại được cái đĩa này đúng không? Thì mình phải tìm thế nào nhỉ? Dùng bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Mà R của chúng ta thì bằng cái gì? Nhắc lại một chút nhé. R thì bằng ABC chia 4S. Đúng không? S thì là gì? Là diện tích tam giác ABC. ABC thì là độ dài ba cạnh ABC. Thì với bài toán này thì ABC biết hết rồi. Bây giờ quan trọng là tính diện tích thôi diện tích ta tính bằng công thức nào? Công thức Heron đúng không? P nhân P trừ đi gì? Trừ đi cạnh AB. P trừ đi cạnh gì? AC. Và đi nhân với P trừ đi cạnh BC. Đúng không nhỉ? Đó. Chúng ta tính diện tích theo công thức này thôi. Và bây giờ tính P. P bằng cái gì các bạn? P là nửa chu vi. Đúng không nhỉ? AB cộng AC cộng AB BC chia cho 2. Bây giờ chúng ta bắt đầu lấy máy tính ra bấm nhé. Bấm máy tính chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ là store và công cụ gán cho dễ làm. Bây giờ nhập vào máy tính 4,3 cộng 3,7 cộng với 7,5 chia cho 2 đúng không? <laughs> Nào nhập cẩn thận nhé, không nhập nhầm là sai đấy. Đó, vậy ra P bằng 7,75. Bây giờ can vào diện tích Bằng máy tính rồi. Căn bậc 2 của 7,75 nhân 7,75 trừ đi 4,3. 7,75 trừ đi 3,7 và nhân 7,75 trừ đi 7,5. Vậy nó ra sắp xỉ diện tích là các bạn gán diện tích vào A nhé. Các bạn không cần phải nhớ số này đâu gán cho thầy vào a, Hiểu chưa? Store vào a. Sau đó chúng ta nhập r bằng abc chia 4s tức là tích ba cạnh chia cho diện tích. Nào. À, 4,3 nhân 3,7 nhân tiếp 7,5 đúng không? Và chia cho gì? 4 lần a. Nhớ nhá, 4 lần a, bởi vì thầy gán s bằng a mà. bằng thôi. Và mình sẽ xấp xỉ làm tròn đến hai số chữ số sau thập phân. Vậy ta có ngay kết quả là 5,73 đúng không? Đáp án chúng ta chọn là đáp án A. À. Kết thúc câu hỏi này đây. Chúng ta có bài toán như sau: Để làm một chiếc cốc bằng thủy tinh dạng hình trụ với đáy cốc dày 1,5 cm, thành xung quanh cốc dày 0,2 cm và có thể tích thật, tức là thể tích nó đựng được nước là 480 pi cm khối thì người ta cần ít nhất bao nhiêu cm khối thủy tinh? Với bài toán này chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một chút nhé bài này thì, thì nhiều bạn sẽ thấy hơi e hơi e ngại đấy bởi vì đây là một bài toán vận dụng thì đầu tiên thầy sẽ đặt h và r sẽ là chiều cao và bán kính của cái hình trụ bên trong của cái lòng cốc ấy được chưa trụ bên trong thì khi mà thầy đặt như thế này rồi ấy, thì các bạn hiểu đơn giản đó là 480 pi sẽ được tính theo thông số h và r đúng không Vậy từ đây thầy sẽ suy ra được ngay 480 pi. 480 pi sẽ bằng pi r bình h. Đúng không? Vậy từ đây suy ra ngay h bằng rút gọn pi ở hai vế, h bằng 480 chia cho r e bình. Đúng không? Bây giờ thầy sẽ tìm ra cái hàm chứa cái hàm mà tính thể tích của cái khối bê tông ấy, của cái phần mà cần thủy tinh này cái phần thủy tinh này đúng không? nào bây giờ thử nhá V thủy tinh hàm nó sẽ là gì bằng này mình sẽ tính thể tích của cả phần bên ngoài rồi trừ đi phần bên trong đúng không? sẽ bằng gì pi nhân với r cộng 0,2 bình phương đúng không? bởi vì đây chính là cái gì nhỉ? đây chính là thể tích à, bán kính của cái phần bên ngoài cả phần bên ngoài và phần bên trong nhân với h cộng 1,5 đây chính là thể tích của toàn bộ hình trụ này trừ đi phần bên trong tức là phần 480 pi xong bây giờ thầy sẽ công việc của thầy là thầy thay h từ trên này xuống dưới này đó nào thay h vào nhá pi r cộng 0,2 bình phương nhân với 480 chia cho r bình phương cộng 1,5 trừ đi 480 pi đến đây chúng ta bắt đầu làm tiếp nhé muốn tìm v của phần thủy tinh mà cần cái v này là gì đây ít nhất tức là cần v min đúng không thì phải đạo hàm đạo hàm rồi tìm nghiệm của đạo hàm sau đó vẽ bảng miền thiên Bây giờ mình sẽ làm bằng cách đạo hàm con này Đạo hàm con này nhiều bạn rất là thấy hơi e ngại đúng không? Nào bây giờ thử đạo hàm cho nhanh nhé Nào ta có V phải sẽ bằng cái gì nào? Đây là một hàm U nhân V Thì ta đạo hàm như sau Pi thầy giữ nguyên nhé Thầy để ngoài cái Pi nhé Thầy xử lý cái bên trong thôi 2 đẩy xuống 2 nhân R cộng 0.2 Nhân với Nhân với 480 chia cho R bình cộng với 1,5. Đây là U phải V, đúng không? Cái phần này thì hết rồi, không coi như không quan tâm nữa, đúng không? Bây giờ cộng tiếp U với phải nào? Cộng U với phải R cộng 0,2 bình phương. Nhân V phải nào? 480 chia R bình thì sẽ là đạo hàm 480 trên R bình là gì nhỉ? Chúng ta nhớ để một 480 để ra ngoài nhé. 1 trên R bình đạo hàm sẽ là gì? trừ 2R trên R mũ 4 Thì tức là trừ 2 trên R mũ 3 Vậy tức là trừ 960 Chia cho R mũ 3 Và Gì đây? Hết rồi đúng không? Đấy đến đây thôi Đó, đóng ngoặc vuông nhé các bạn nhé ngoặc vuông Đó, đây là đạo hàm của chúng ta Bây giờ việc quan trọng nhất của chúng ta là tìm nghiệm đạo hàm Tìm nghiệm thì chúng ta có chức năng gì trong máy tính? Sâu đúng không? Ship sâu cho thầy Nhớ cho thầy R của chúng ta phải lớn không nhé Hãy tìm những nghiệm mang tính chất nó dương Lấy mình tính nào Nhập hoàn toàn cụm này vào cho thầy Không cần nhập pi nhé Nhập cho thầy cái cái Nhập thầy cái biểu thức chứa R này thôi Hiểu chưa À cùng nhập nhá 2 nhân Coi chữ R là x Cộng 0,2 Nhân 480 Chia cho x bình phương Cộng 1,5 Cộng tiếp x cộng 0,2 bình phương, đúng không nhỉ? Nhân với âm 960 trên x mũ 3. Đó, ship sâu. Nào, ship sâu cho máy tính. Con máy này rất là nhanh, hiểu chưa? Nên các bạn hãy tận dụng nó để xử lý bài toán này cho nhanh nhá. Đó, mới có đúng 1,2 giây nó đã ra rồi. Tương đương ngay để cái V phải bằng 0. Thì thầy sẽ tương đương được ngay. R của thầy bằng 4. Lớn không? Thỏa mãn chưa? Thỏa mãn rồi. Đó, bây giờ thầy sẽ vẽ nhỏ nhỏ một cái bảng bình thiên ra đây để chúng ta xử lý nhá. R, V phẩy và V Mình xem là thế nào nhé Chạy từ 0 đến dương vô cùng đúng không Và đi qua điểm 4 Đây là 0 Bây giờ xét dấu Xét dấu thì chúng ta hãy Thử một cái giá trị từ 4 đến dương vô cùng vào Mình thay số 5 vào nhé Vẫn là cái biểu thức vừa nãy mình vừa nhập Mình can số 5 vào Mình ra dấu dương Tức là đằng sau là dấu dương Đằng trước là dấu âm Vậy đi xuống và đi lên Vậy R4 làm cho V của thủy tinh là min Chắc chắn rồi Vậy công việc của chúng ta bây giờ là gì? Thay số 4 vào cái R nhá Những chỗ nào có R thay số 4 vào Và mình sẽ nhập hoàn toàn máy tính cái cụm này vào Đúng không? Mình nhập hoàn toàn vào và coi chữ R là chữ XC nhá Cho nhanh Và nhớ đề bài các bạn nhìn đáp án thầy Các bạn đều thấy cái chữ pi đằng sau đúng không? Vậy chúng ta không cần thiết bấm chữ pi nữa nhá Bấm cho thầy số bình thường thôi Nhớ chưa? Bây giờ chúng ta nhập vào thầy nào? x y cộng 0,2 bình cộng với 480 trên x bình cộng 1,5 trừ đi 480 không bấm chữ pi nhé can thầy số 4 vào ok là ngay là 75,66 đúng không vậy v khi thay số 4 vào sẽ ra ngay là 75 66 pi Vậy chúng ta nhìn đáp án xem nào, có đáp án nào đúng không? Ok, đáp án A đúng này. Xong rồi, kết thúc câu hỏi này ở đây nhé. Chúng ta có bài toán như sau trong không gian OXZ cho điểm H tọa độ 1, 2, âm 2 Mặt phẳng alpha đi qua H và cắt các trục OX, OI, OZ tại ABC sao cho H là trực tâm tam giác ABC Khi đề bài có dữ kiện H là trực tâm thì chúng ta thấy rằng CH sẽ vuông góc với AB BH vuông góc với AC và AH vuông góc với BC Đúng không nhỉ? Bây giờ bài toán yêu cầu viết phương trình mặt cầu tiếp xúc với tâm O và mặt cầu này là tâm O và tiếp xúc mặt phẳng alpha để bài toán này được diễn ra thì chúng ta sẽ làm thế nào? Nhớ nhá, bài toán này cho mặt cầu tâm ô rồi. Bây giờ cái chính của chúng ta là tìm ra được bán kính đúng không nhỉ? Thì ra được bán kính là ra đáp số. Vậy thì bài toán này làm thế nào? Nhìn thầy phân tích nhé. Ta có CO vuông góc với mặt phẳng OXY đúng không? Tức là CO vuông góc mặt phẳng OAB. Đúng không nhỉ? Nào, ta có này. CO vuông góc với cái gì? Với OA và CO vuông góc với OB. Từ đó, thầy suy ra được ngay CO sẽ vuông góc mặt phẳng OAB. Mà OAB này lại chứa cái đường gì? Chứa cái đường AB. Đúng không? Cho nên CO vuông góc với AB, đúng không nhỉ? Đây là tính chất gì nhỉ? Một đường mà vuông góc một mặt thì nó sẽ vuông góc với tất cả các đường khác nằm trong mặt. Rồi, nhìn tiếp nhé mà ta thấy AB lại vuông góc với CH à CK đúng không? Nào. Mà AB lại vuông góc với CH đi. Đó, được chưa nhờ? CH hay CK đều được cả, bởi vì CH CK là một mà. Cho nên ta thấy rằng AB vuông góc với CO và AB vuông góc với CH. Từ đây ta suy ra được ngay AB sẽ vuông góc với mặt phẳng chứa CO và CH, tức là mặt phẳng COK đúng không? Mà mà phẳng COK này như thế nào? COK lại chứa đường nào nhỉ? Chứa đường OH. Đó, cho nên ngay suy ra được ngay. Đó là AB vuông góc với OH. Được chưa? Xong rồi. Chứng minh tương tự ta cũng có ngay là BC cũng vuông góc với OH. Vậy thì từ đây ta suy ra được ngay. Tương tự nhá, ta cũng chứng minh được ngay là CB sẽ vuông góc với OH. Vậy từ hai vấn đề OH vuông góc với AB và CB, ta sẽ suy ra được ngay OH vuông góc mặt phẳng ABC. Xong rồi, đúng không? Vậy đề bài yêu cầu viết phương trình mặt cầu tâm O, tâm O có rồi. Tiếp xúc alpha thì rõ ràng OH của chúng ta chính là bạn chính là bán kính của mặt cầu này đúng không nhỉ? Vì OH vuông góc với ABC cho nên mặt cầu này mà tiếp xúc với mặt phẳng ABC thì khoảng cách từ O đến ABC chính là bán kính. Cho nên từ đây ta suy ra được ngay R cầu sẽ bằng OH. Mà độ dài OH rất là dễ nhầm thôi, căn bậc 2 của 1 bình cộng 2 bình cộng 2 bình sẽ bằng 3. Vậy đáp án chúng ta chọn là x bình cộng y bình cộng z bình bằng R bình tức là bằng 9, đáp án C. Kết thúc câu hỏi này đây chúng ta có câu hỏi như sau tìm m để góc giữa hai vectơ u và v là góc nhọn với u và v lồng những cái biểu thức logarit này vào bây giờ chúng ta quan sát nhá góc giữa hai vectơ sử dụng công thức cốt đúng không cốt của góc giữa hai vectơ là tích vô hướng trên tích độ dài mà góc này là cần góc nhọn tức là cốt của chúng ta phải mang dấu dương đúng không nhỉ nào cốt của góc giữa hai vectơ u và v là phải mang dấu dương hay chúng ta suy ra được ngay tích vô hướng u và v phải Dương. Đúng không? Ok nhá. Bây giờ tính tích vô hướng thôi. 1 x 3 nào, chúng ta suy ra ngay. 1 x 3 log 3 của 5 nhân log 5 của 3. Log m của 2 nhân 4. lớn không? Đúng không nhỉ? Đến đây ta suy ra ngay, hay tương đương là ngay. Log m của 2 sẽ lớn hơn mới đây Âm 1 đúng không Đến đây thì nhiều bạn rất là hoang mang Vì câu này không biết giải thế nào tiếp Các bạn có thể lấy máy tính các bạn thử đáp án vào cũng được Bây giờ thầy muốn các bạn giúp, à, giúp thầy Là giải tay con này nhé Con này chúng ta suy ra thế nào Lốc M của 2 thì bằng 1 trên lốc 2 của M Vậy ta suy ra được ngay 1 chia cho lốc 2 của M Cộng 1 thầy vứt Âm 1 từ bên phải sang bên trái lớn không? Đến đây thầy tương đương được. 1 cộng lốc 2 của M. Chia cho lốc 2 của M. Lớn không? Đó, nó không hề đơn giản đâu đúng không? Biết tại sao không? Bởi vì M của chúng ta không biết là lớn 1 hay nhỏ 1. Nên chúng ta phải giải thế này nó chặt chẽ. Hiểu chưa? Còn nếu như các bạn bút M lên đây một cái là các bạn xong sai ngay đấy. Sai ngay lập tức. Hiểu chưa? vì không biết m là lớn hơn 1 hay nhỏ hơn 1. Đến đây thì ta có thể coi góc 2 của m là t thì mình sẽ suy ra ngay là 1 cộng t trên t sẽ lớn không. Mình sẽ vẽ cái trục số ra nhé để mình xử lý nhé. Nào, nghiệm của mẫu là 0 và nghiệm của tử là âm 1. Âm 1 trước, 0 ở sau. Thì bây giờ mình sẽ dùng trong trắng này cùng thôi. T nhân 1 cộng t với t 1 cộng t chia t thì dấu nó giống nhau. Vậy thì dấu bên ngoài cùng sẽ là dấu dương. Âm và dương và mình đang cần dấu dương thì mình sẽ suy ra ngay t sẽ lớn không hoặc là t sẽ nhỏ hơn âm một đúng không? đến đây thầy sẽ suy ra được ngay hoặc log 2 của m lớn không hoặc là log 2 của m nhỏ hơn âm một. Chúng ta nhớ rằng của thầy đó là m của chúng ta phải lớn không nhé các bạn nhé. bởi vì m của chúng ta là đang ở trong logarit hiểu chưa? nên m phải lớn không và M lại đang ở vị trí dưới số dưới cơ số thì M phải khác 1 nữa. Đến đây thì chúng ta giải tốt thôi. Tương đương nào? M lớn hơn 1 đúng không? 2 mũ 0 là 1 mà. Còn M ở đây là nhỏ hơn 2 mũ âm 1 là 1 phần 2. Và kết hợp với điều kiện lớn không? Đó. Chúng ta bắt đầu quan sát các đáp án nhé. Nào, các đáp án thì thế nào nào? M lớn 1 hoặc không nhỏ hơn M nhỏ 1 phần 2. Đáp án chúng ta là D. Còn câu này các bạn thường là các bạn có thể lấy máy tính ra các bạn xử lý câu này trọn vẹn cũng rất là dễ. Các bạn thử các đáp án vào. Ví dụ m trong khoảng 0 đến 1/2 các bạn can cho thầy m 1/4. Hoặc là m lớn 1 thì các bạn can thầy m 1/2. Các bạn can vào thì các bạn đều thấy thỏa mãn thì chứng tỏ đáp án D là đúng, được chưa? Kết thúc câu hỏi này ở đây. Chúng ta bài toán như sau. Gọi m0 là giá trị thực nhỏ nhất của tham số m sao cho phương trình chứa logarit có nghiệm thuộc khoảng 2 đến 4 hỏi mệnh đề nào sau đây là đúng. Bây giờ với bài toán này, chúng ta xem là m0 là bao nhiêu đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích nhá. Mình thấy loga cơ số 1/2 của x 2 lặp lại 2 lần thì chúng ta sẽ đặt t bằng loga cơ số 1/2 của x 2. Mà ta có một điều đó là gì nhỉ? 2 nhỏ hơn x nhỏ hơn 4. Thì ta sẽ suy ra được ngay đó là gì? Đó là 0 sẽ nhỏ hơn x chữ 2 và nhỏ hơn 2. Vậy thì T của chúng ta sẽ suy ra điều gì? Nào, 1 phần 2 là cơ số nhỏ hơn 1, cho nên T của chúng ta sẽ suy ra được lớn hơn âm 1. Bởi vì loga cơ số 1 phần 2 của 2 thì bằng âm 1, nhớ chưa? Còn loga cơ số 1 phần 2 của 0 thì là dương vô cùng, cho nên T sẽ lớn hơn âm 1. Tiếp tục, bây giờ cô lập mờ thôi. Nào, thầy gọi đây là phương trình sao Từ phương trình sao thầy suy ra được điều gì? M trừ 1 nhân T bình Trừ đi M trừ 5 nhân T Tiếp tục cộng với M trừ 1 Bằng 0 Đúng không nhở? Bây giờ ta sẽ tương đương Mình sẽ cùng nhau phá tung Và mình tìm cách cô lập M nhé mt bình trừ đi mt cộng với m bằng t bình trừ đi 5t cộng với 1. Đến đây tương đương m sẽ bằng t bình trừ 5t cộng 1 chia cho t bình trừ t cộng 1. thầy gọi đây là FT và mình sẽ khảo sát hàm FT trên cái đoạn trên cái khoảng từ âm 1 đến dương vô cùng bây giờ công việc của chúng ta là đạo hàm FT thôi và vẽ lại bảng miền thiên đúng không nào đạo hàm con này như thế nào chúng ta sẽ đạo hàm bằng máy tính luôn nhé mình sẽ đạo hàm là u trên v bằng u phẩy v trừ U V phẩy chia cho v bình phương Vậy thì con này thầy sẽ xử lý ngay cái tử số Nhớ chưa? Tử số đạo hàm Các bạn bấm thẳng vào máy tính cho thầy nhé Nhờ vào thầy 2x 5 Nhầm nhé 2x 5 Nhân x bình x cộng 1 Đó Trừ đi x bình 5x cộng 1 Chia cho 2x 1 Nhân với 2x 1 Nhớ chưa? U phải V Trừ UV phải Nhớ chưa? Nhập thẳng vào máy tính luôn Không cần phải viết lại nữa Xếp sâu luôn nào mình xem có nghiệm đẹp hay không nhé Nào, máy tính thì chúng ta phải cố gắng thôi, chúng ta đợi một chút Thì ta thấy rằng F phải T bằng 0 Ta sẽ tương đương với à, Máy tính chúng ta bấm được ngay đúng không nhỉ? Tương đương với hai nghiệm Là T sẽ bằng 1 Và T sẽ bằng âm 1 Mà khoảng của chúng ta xét là lớn hơn âm 1 Nên chúng ta sẽ vẽ từ âm 1 dương vô cùng Và chạy qua số 1 nhé Chúng ta đã có tính được đạo hàm ra hai nghiệm là cộng trừ một rồi đúng không? Vậy ta sẽ vẽ bằng cái thiên nhanh ngay được như sau. <laughs> T chạy từ âm 1 đến dương vô cùng và đi qua điểm 1. Tại điểm 1 ra F phải bằng 0. Bây giờ chúng ta sẽ được cùng lấy máy tính. Chúng ta vẫn giữ cái biểu thức ban đầu và chúng ta sẽ can số vào. Can số 2 vào, chúng ta sẽ được dấu dương. Bên này dấu âm, đi xuống và đi lên Đúng không nhỉ? Tại số 1 mình sẽ thay thẳng vào hàm FT nhé Để mình xem ra bao nhiêu X bình chứ 5X cộng 1 Chứ cho X bình chứ X cộng 1 Can số âm 1 vào Ta ra được 7 phần 3 Can số 1 vào Ta ra được là âm 3 Và can dương vô cùng vào Ta ra được là số 1 Vậy để mà hàm số hay là bài toán này có nghiệm Đúng không? thì rõ ràng cái đường mở của chúng ta sẽ chạy từ âm 3 đến 7 phần 3. Vậy ta có đáp án như sau. Âm 3 nhỏ hơn hoặc bằng m nhỏ hơn 7 phần 3. Tại sao không lấy 7 phần 3? Bởi vì rõ ràng âm 1 của chúng ta là dấu hoặc tròn. Cho nên chúng ta sẽ không lấy 7 phần 3 nhé. Còn âm 3 thì chúng ta tồn tại dấu bằng. Cho nên chúng ta lấy dấu bằng tại âm 3. Đây sẽ là min và đây sẽ là mắc. Nhớ chưa nhỉ? Ok. Sau khi có bảng biến thiên này ta chốt lại được đáp án là âm 3 nhỏ hơn bằng m nhỏ hơn 7 phần 3 Mà đề bài yêu cầu là tìm giá trị thực nhỏ nhất của tham số m Vậy đến đây ta suy ra được ngay m0 của chúng ta bằng bao nhiêu? Bằng âm 3 Mà âm 3 thuộc khoảng nào các bạn? Chắc chắn là mình thấy ngay là thuộc đáp án A đúng không? Vậy đáp án chúng ta chọn là đáp án A Kết thúc câu hỏi này đây Chúng ta có bài toán như sau Các bạn quan sát đề bài Và các bạn sẽ thấy rằng đây là một bài toán liên quan đến hàm ngược mà khi các bạn giải hàm ngược, chúng ta sẽ cùng nhau có một cách làm như thế này, thay vì những cái cách khác mà các bạn hay thường gặp. À, đầu tiên chúng ta thấy đề đồ thị hàm f' của 3 2x. Vậy thì ta sẽ biến đồ thị này trở thành hàm 2x theo yêu cầu. Vậy ta có ngay f' của 3 2x sẽ bằng các bạn thấy có 3 nghiệm âm -1, 0 và 2 đúng không? Vậy thầy sẽ viết ngay là x 2x 2x là đại diện của nhân tử chứa nghiệm x bằng 0. Tiếp tục này 2x cộng mấy? Cộng 2 đúng không? Và 2x chữ 4 Đó, đã bao gồm tất cả các nghiệm ở trong đồ thị rồi Và nhớ thầy đuôi đồ thị đi xuống cho nên mình sẽ thêm dấu âm vào đằng trước Đến đây ta sẽ đặt t bằng 3 chữ 2x thôi Nào, đặt t bằng 3 chữ 2x Vậy thầy suy ra được ngay 2x sẽ bằng 3 chữ t Vậy thầy sẽ có ngay F T sẽ bằng Nào thay số vào thôi 3 T thêm vào đây Trừ, trừ của 3 trừ T Nhân 3 T Cộng 2 5 T Và 3 T trừ 4 T trừ 1 Đến đây ta sẽ Bỏ dấu trừ đi Nhìn cho dễ nhé 3-t và 5-t thầy đảo ngược lại là t-3 và t-5 thì nó không đổi dấu Trừ với trừ bên trong này là là cộng Vậy thầy sẽ viết lại như sau t-3 nhân t-5 với t-1 Đến đây thầy đã ra được ngay f-t chính là hàm này Và đề bài người ta hỏi fx định biến trên khoảng nào Thì fx và ft là 1 là giống nhau đúng không nhỉ? Vậy thầy sẽ vẽ ra được ngay trục xét dấu Ba nghiệm của thầy là âm 1 3 và 5 Điền dấu vào nào Dương, âm, dương và âm Vì đây là các nghiệm đơn cho nên đan dấu Và thứ hai là thay dương vô cùng vào Các bạn thấy hệ số T là hệ số dương Cho nên là dương vô cùng nó ra dương vô cùng Vậy ta có ngay Hàm số nghịch biến trên khoảng nào là trong khoảng này Và trong khoảng này Vậy đáp án của chúng ta sẽ là T chúng ta có thể coi là x nhá. Vậy đây ta suy ra được ngay Fx nghịch biến trong hai khoảng Đó là khoảng gì đây âm vô cùng để âm 1, tức là x sẽ nhỏ hơn âm 1 và 3 nhỏ hơn x, nhỏ hơn 5 đó bởi vì fx mà nghịch biến thì f't hay là f'x phải nhỏ hơn 0 vậy thì f't và f'x giống nhau, được chưa các bạn có thể suy ra từ đây suy ra được f'x sẽ bằng x chữ 3 nhân x chữ 5 nhân với cả x cộng 1 đó để cho chúng ta thuyết phục hơn về biến nhé, được chưa? để chúng ta đỡ nhầm lẫn giữa t và x. Vậy bài toán này chúng ta chọn ngay được đáp bạn ạ. À. Cách nào này là cách làm rất là hay để chúng ta không bị thắc mắc và vướng mắc quá nhiều với bài toán hàm ngược. Để khi chúng ta giải hàm ngược chúng ta đưa về ẩn một cách nhanh chóng nhất. Kết thúc câu hỏi này đây nhé. Chúng ta có bài toán như sau: trong không gian hệ trục Oyz cho hai điểm A và B, biết rằng mặt phẳng P đi qua điểm A và cách B một khoảng là lớn nhất hỏi phương trình mặt phẳng P là bao nhiêu Các bạn hãy phân tích cho thầy một chút bài toán này nhé à, Thầy vẽ cho các bạn một cái mô hình như thế này Thì các bạn sẽ thấy rằng A của thầy là một điểm ở đây B của thầy là ở đây Và thầy sẽ có ngay khoảng cách từ B đến mặt phẳng P sẽ là BH Đúng không nhỉ? Khoảng cách từ B đến mặt phẳng P sẽ chính là đoạn BH Tất nhiên BH là phải là một đoạn vuông góc với, à, với mặt phẳng P rồi đúng không nhỉ? Nào, chúng ta tiếp tục nhé. A là điểm cố định. Vậy xét trong tam giác BAH là tam giác vuông tại H. Thì ta thấy rằng BH sẽ luôn nhỏ hơn hoặc bằng BA. Đúng không? Vì đây là định lý trong tam giác vuông, đường xiên, đường vuông góc. Vậy, giá trị lớn nhất của BH đạt được sẽ là BA. Dấu bằng xảy ra khi nào? Khi và chỉ khi H và A trùng với nhau đúng không cả lớp vậy từ đó thầy suy ra ngay mặt phẳng p của thầy muốn mặt phẳng p của thầy thỏa mãn khoảng cách từ b đến mặt phẳng p là lớn nhất thì b p của thầy phải đi qua điểm qua điểm a và có np sẽ là gì chính là vector ba luôn đúng không cả lớp điểm a của thầy có dạng gì đây một hai âm một vector BA của thầy là gì? Lấy A trừ B Âm 2, 2, âm, âm, 4 Đó. Các bạn có thể rút gọn lại thành một vector N có dạng Chia cả ba số này cho âm 2 Ta được ngay là 1, âm 1 và 2 Vậy mà phòng P của thầy sẽ có dạng X trừ Y cộng 2Z các bạn thay điểm A vào thầy x trừ y bấm máy tính nhá x trừ y cộng 2z đó thay điểm a luôn vào thầy can 1 2 âm 1 vào ra đi âm 3 vậy là phải cộng 3 để bằng 0 vậy đáp án của chúng ta là đáp án b một câu hỏi min mắc của OXZ nhưng mà không quá khó Chúng ta chỉ cần hiểu đơn giản đường xiêm đường mũ góc là làm được bài rồi Kết thúc câu hỏi này ở đây nhé Chúng ta có câu hỏi như sau Hình vẽ dưới đây mô tả số người điều trị COVID 19 từ ngày 26 tháng 11 đến cái ngày là 23 tháng 12 đúng không? Thì thời gian này là thời gian rất là gần chúng ta, đúng không nhỉ? Trong khoảng thời gian này ngày nào số Việt ngày nào mà Việt Nam có số người khỏi Covid nhiều nhất. Thì các bạn nhìn cho thấy các biểu đồ này, các biểu đồ cột đây rất là rõ ràng số lượng người khỏi. Thì chúng ta thấy ngày cứ một cái biểu đồ cột này nó sẽ ứng với một ngày. Vậy thì các bạn sẽ nhìn cho thấy nhá. 23 thì 22 và 21 Các bạn thấy cái cột 21 tháng 12 này là cao nhất Đúng nhỉ? Vậy cái việc chúng ta khoanh rất là dễ Chọn đáp án C Mà không phải trần trừ điều gì cả nhá. Kết thúc câu hỏi này đây